Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 2 năm 2021 và thông qua một số tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh được triển khai trong năm 2021. Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên có một số chỉ tiêu kinh tế xã hội thực hiện giảm. Trong 2 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 199.000 lượt, giảm 75% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt hơn 135.000 lượt, giảm 64% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 377 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 2.699 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý 605 tỷ đồng, tăng 6,7%, vốn do địa phương quản lý 2.094 tỷ đồng, tăng 5,5%. Trong thời gian tới, để thực hiện tổ các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch COVID-19, cương quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang còn mất tích trong sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba, khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2020-2021. Chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trên các cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế. Cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế, đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp thành lập các phường. Tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương hỗ trợ giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: sân golf Thiên An, khu du lịch sinh thái biển Hải Dương Eco Park BRG, khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình của tập đoàn Văn Phú, khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylene, dự án tổ hợp nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô của Công ty Cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Bát Việt, hỗ trợ triển khai các dự án trung ương trên địa bàn, cao tốc Cam lộ La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Cũng tại kỳ họp này, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến thông qua các tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về liên quan các dự án đề án đầu tư công trên địa bàn như hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT4 thuộc khu E đô thị mới An Vân Dương, hạ tầng kỹ thuật khu xen kẹp CTR4 thuộc khu E khu đô thị mới An Vân Dương, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ An, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ GV1 và cây xanh CX4 thuộc khu E khu đô thị mới An Vân Dương, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu đất xen kẹp thuộc khu E, khu đô thị mới An Vân Dương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã lấy ý kiến các thành viên dự họp dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa, dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lấy ý kiến về quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và đô thị ven biển Vân Xuân, huyện Phú Vang.